Wow, cái gì đây vậy các bạn ơi? Đồ chơi này, một chiếc xe siêu nhân nhện các bạn ạ. Đây là người nhện này, người nhện đang đi xe mô tô các bạn ạ. Đấy, mô tô 4 bánh nhá. Ta để ở đây thôi nhá. Tiếp tục đi tìm thôi. Xe gì đây nhỉ? Xe gì to này nhỉ các bạn nhỉ? Xe này hai chức năng này. Một là xúc và một là múc nhá các bạn ơi. Đấy, múc đất. Đất chỗ này cứng quá các bạn ạ. Múc được rất là ít. Đấy. Đấy. Cái này có thể xoay được này các bạn ơi. Để ở đây thôi nhá. Tiếp tục đi tìm kiếm thôi. Lại một cái gì đây các bạn ơi? Một chiếc xe này. Xe này. Bên trong xe có cái gì đây nhỉ? Gì đây? Một con ngựa các bạn ạ. Bên trong xe là một con ngựa. Các bạn nhìn rõ không? Đấy. Đấy, xe đang chạy đến sở thú nhá. Tránh đường nào. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, đấy. Đấy. Tiếp tục ta đi tìm xem nào có nhiều đồ chơi nữa không. Cái gì đây, xe gì đây nhỉ? Đây, máy múc các bạn ạ. Đây là máy múc này. Ý, múc đất đi, múc đất nhá. Ý, xe này múc đất đây. Đấy, màu bạc nhá các bạn ơi. Tiếp tục đi tìm kiếm thôi. Rất nhiều luôn các bạn ơi. Nhiều quá này. Đây. Con gì đây nhỉ? Một sư tử. Một con sư tử này. Con sư tử đực nha các bạn ơi. Đấy, sư tử đực. Rất là dữ tợn các bạn ạ. Tiếp theo, ngựa vằn này. Ngựa vằn đang đi ăn cỏ nha các bạn ơi. Ngựa vằn trên thảo nguyên đây. Con gì hay này các bạn ơi. Con gì hay chưa? Rất là lạ luôn. Mình đoán không nhầm đây con lạc đà này các bạn. Đấy, nó có hai cái biếu. Lạc đà. Con này chuyên sống ở sa mạc nha các bạn. Đấy, chiu chiu ăn cỏ, chiu. Lạc đà. Tiếp theo. Lại một cái máy múc nữa này các bạn ơi. Máy múc này màu hồng nhá. Máy múc màu hồng. Đấy. Chiu. Múc đất thôi. Múc đất thôi. Đấy. Múc đất thôi nào. Đấy. Tiếp theo. Một chiếc xe mô tô này các bạn ơi. Xe đua đây. Xe mô tô. Đấy. Chiu. Theo một chiếc xe gì mà dài thế này nhỉ các bạn nhỉ? Các bạn có biết xe gì không? Xe này dài quá. Đoán không nhầm đây là xe này. Xe này xe chở hàng đây, xe rất là dài.
En. À, xe này rất là dài. Tiếp theo, đây là con gì đây? Các bạn đoán nó con gì đây nhỉ? Nó có hai cái ngà trắng này các bạn ơi. Hai cái ngà là con gì nhỉ? À, con voi. Con voi này. Đấy, mình nhặt cỏ cho nó ăn nhé các bạn ơi. Ăn đi. Ăn đi nào. À, chắc nó no rồi các bạn ạ, nó không ăn nữa đâu. Ngà của nó có thể đốn cây đi. Ngà nó đốn cây được các bạn thôi. À. Hôm nay mình tìm được nhiều đồ chơi quá các bạn ạ. Đấy, các bạn có thể đăng ký kênh ủng hộ mình và cùng đi tìm đồ chơi cùng mình nhá. Chào tất cả các bạn.